Trước sức nóng của trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Malaysia, việc mua vé vào sân trở nên vô cùng khó khăn. Lợi dụng điều này, nhiều phe vé đẩy giá vé chợ đen lên trời. Ghi nhận tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chiều ngày 14 tháng 12, dân phe thi nhau chào mời, thậm chí còn hỏi mua lại vé từ người có nhu cầu bán vé. Các phe vé cho biết giá các khán đài AB dao động từ 14 cho đến 17 triệu đồng trên một cặp, CD giá khoảng từ 7 cho đến 12 triệu đồng trên một cặp tùy loại. Mời xếp cửa 5 là đẹp rồi, giữa VIP nhá, lấy VIP nhá, cửa 4, cửa 2 nhá, cửa 2, cửa 4 nhá, 17 triệu. Vé lại một VIP, AB như nhau. Có luôn, cầm có người cầm đấy rồi. Được giá thì ấy, bây giờ công an ra vồ nhiều lắm. Cái loại đấy nhá, hôm qua mà có 20 triệu. Cửa mấy? Cửa 4 à? Đấy. Giả hết giá rồi, không còn giá nào đâu. Anh nói thật chữ em thế, em mới đi tỏa cả chợ đi. Không giả bao nhiêu rồi? 10 triệu á? Giả hết kịch giá rồi, không còn giá nào đâu. Máu mua này để dùng thôi, anh nói chữ em thế. Không ai giả hơn đâu. 11 triệu có bán không? Trong trận chung kết lượt về diễn ra vào tối ngày 15 tháng 12 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, VFF chỉ phát hành 4 mệnh giá, giá vé tương đương là 200.000 đồng, 350.000 đồng, 500.000 đồng và 600.000 đồng. Do vậy, chỉ tính sơ qua, việc giá vé được bán với mức 17 triệu đồng trên một cặp là gấp khoảng gần 20 lần giá vé bán ra. Chợ đen mặc nhiều hoạt động, người hâm mộ cứ loay hoay tìm vé cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu. Vậy bài toán này bao giờ mới có lời giải?